Một con Panasonic dòng trợ lực zin size 24. Cái form này dành riêng cho các cô dì chú bác nhỏ con nha. 1m45 lên tới 1m6. Size nó 24 thì để ý là mấy cô mấy bác lớn tuổi thường là cái đời trước của mình á, thấp thấp nhỏ nhỏ con không. Kiếm những dòng size 24 nó ít gặp lắm. Trợ lực zin nó cũng an toàn hơn là dòng tay ga. Con này là cái mã hàng của mình là 675, X675 là mình biết liền. Và cái số điện thoại của mình có số Zalo. Anh chị em trực tiếp alo được thì alo, còn không nữa thì cứ ở dưới cái đường link của cái video này, nó sẽ có một cái đường link, nó sẽ có báo giá cụ thể, chế độ bảo hành, dung lượng pin, anh em vô đó tham khảo giùm mình. Còn về size 24 thì các bạn thấy nó rất là nhỏ, nó nhỏ xíu con. Thường là mình thấy mấy bán cho mấy bác nhỏ con thôi. Và khi anh này đứng chống lên thì tự nó khóa cổ ha. Cái chế độ khóa cổ tay nè, mở nó sẽ hết, tắt điện. Và trợ lực là gì và nó có đạp được hay không, mình không nói chiều cao ha, mình chỉ nói cái cân nặng của mình là 78 kg. Xe hoàn toàn không có điện thì nó phải là một chiếc xe đạp. Cái số 1 thì đạp giống như là gần giống như là không đạp luôn, nó rất là nhẹ nhưng mà nó không cho mình chạy nhanh được. Dòng tua nó nhẹ thì sẽ không nhanh. Rồi anh chị em lưu ý cái phần vô số của mình nè, muốn đi nhanh hơn thì ngưng cái chân lại một nhịp, vô số 2 chân nặng hơn và hãy dòng tua chân mình chậm lại, nặng hơn xe sẽ chạy nhanh hơn. Chưa cảm thấy hợp lý nữa, muốn chạy nhanh nữa thì ngưng cái chân vô số 3 đó, chân chậm lại luôn. Và cái thời điểm số 3 càng nặng sẽ là càng nhanh nhất, tùy theo tình trạng sức khỏe và địa hình của cô dì chú bác. Muốn chạy số mấy đó thì chạy, chẳng hạn như sức tôi để số 2 thôi là vừa, sức tôi để số 1 đi lân tơn không cần nhanh đó, thì nó sẽ lệ thuộc vô cái phần sức khỏe của anh chị em nhiều về phần này. Và không mặc định điều gì hết, cảm thấy số nào hợp lý thì để số đó đi, không phải lúc nào lên xe cũng là 123 123 anh chị em ạ. Là vậy. Đó là về riêng về phần xe không, chưa điện đóm. Và tiếp theo mình sẽ test phần điện. Trợ lực là gì? Ở trên đường chuồng và những cái địa hình như cỏ dốc là vậy, không điện nha, vẫn có lực đó. Và số trung bình, không nặng không nhẹ nhấn. Và thấy theo cái quán tính của chiếc xe thì không thể nào đi được, các bạn phải đạp liên tục thì nó mới có chớn đúng không. Nhưng mà chiếc xe này khi các bạn nhấn nó không có đi được, tại vì nó là chiếc xe đạp mà, nó đâu có khác gì đâu. Và khi mở máy thì các bạn để ý có cái máy nó bẩy mình đi. Khi các bạn dùng một lực, vẫn một lực đó, các bạn nhấn xuống bàn đạp, các bạn thấy có một sự khác biệt đúng không? Đó là nhờ máy nó cuốn mình đi. Một lực lớn nó đẩy nhiều, một lực ít nó đẩy ít. Trợ lực nó là như vậy. Nhưng phải đạp nha các bạn, bắt buộc phải đạp thì nó mới nhận được cái dưới và nó mới đẩy. Và thời điểm này mở máy lên thì số 2 là cái số trung bình mà giống như không đạp luôn, nhấn cái chân là nó đi, nhấn cái chân là nó đi rồi. Có nghĩa là trợ lực nó chỉ hỗ trợ thêm lực cho các bạn thôi, chứ không phải trợ lực là ngồi vặn ga hay là trợ lực là đạp cái gì là chạy luôn. Hoàn toàn anh chị em đang hiểu lầm nó ha. Trợ lực là phải đạp, nhưng mà khi đạp nó bẩy mình đi thôi. Cái đó là phần coi cái độ đẩy trên đường bằng, đường xi măng. Và bây giờ coi cái độ khỏe của nó leo những cái địa hình. Tắt máy. Lớp cỏ hôm nay nó hơi dày và mưa, bạn thấy mình đạp cũng vất vả, gần như dồn sức xuống bàn đạp nó không đi. Thấy cái bánh xe là các bạn biết ha, xình rồi cỏ. Rồi mở điện và coi nó bẩy như thế nào.
Ủa, các bạn thấy gần như mình tuột cái tay mình ra khỏi chiếc xe luôn. Do mình dùng lực lớn quá xuống băng đạp. Làm lại. Lần này thì các bạn thấy không cần phải dùng sức luôn. Với những cái địa hình như vậy không dùng sức luôn các bạn. Nhấn nè, ụt rồi. Nhấn nè, ụt rồi. Wow. Cái này đó là cái điểm khác biệt giữa dòng xe đạp thường và xe trợ lực, đó là như vậy. Trợ lực là phải đạp nó bẫy, đạp nó bẫy nó búng đã lắm, nó nhẹ hiu à, giống như lúc này không giống như không đạp luôn đó các bạn. Còn khi các bạn tắt máy thì nó trở về xe đạp thường vậy thôi. Điện nó chỉ hỗ trợ cho mình nhẹ, cho mình đỡ đau đau khớp gối hoặc là đỡ tốn sức thôi, chứ không phải điện là cho mình chạy 450 cây số trên 1 giờ hay là đạp cái chạy luôn. Nhiều anh chị em hiểu lầm như vậy. Các bạn thấy con đồ con này không? Sáng trưng. Rồi. Khóa cổ lại. À, mini mini. À, con này là đời thứ 3 của Panasonic nha các bạn. Cao nhất, cao nhì. Và nó đẹp, con này phải nói là đẹp, đồ sáng, càng thắng nhôm, bao tay càng thắng nè. Ây, cái này là cái tay thắng chứ không phải càng thắng. Càng thắng là cái này, lộn, tay thắng nhôm, vàng ghi đông ông tăng nhôm. Đây là bộ phận số sẽ quyết định được nhanh chậm nặng nhẹ nhờ cái này. Trong xe là cái rổ mới nha, rổ inox này, rổ mới, đèn, vỏ ruột zin của Bana. Này không phải của Bana, cái này của cái gì đấy. À. Made in Japan luôn. À, nhiều con đời thấp chứ chắc xe nó còn dữ dằn, như con này là dữ dằn. Đùm trước. Và bộ phận này thì mình đã mở bò lại hết rồi các bạn, không phải lo. Cặp vỏ nó còn đẹp quá ta. Giữa nó Made in Japan, IRC Made in Japan luôn. Đèn Panasonic. Đây mới là càng thắng nhôm nè. Dè nóc. Khung sườn thép. Khóa cổ của Shimano. Vàng đồ nhựa. Rồi mình gọi lại cho khách. Cốc yên tăng chỉnh chiều cao, một cái yên zin, ba ga, dè phía sau và một cái đèn cảm ứng về đêm, rung lắc chuyển động nó mới nháy thôi. Chắc ngoài để nó không nháy đâu, sáng quá. Đùm Shimano, ba số cho ba tốc độ là nó quyết định được nhanh chậm nặng nhẹ. À, anh này cũng Made in Japan đây. Có nhiều anh thì cũng Made in China, nhưng mà gia công ở Trung Quốc, gia công Malai tùm lum hết. Ở đây là mà này là Made in Japan. Nhiều anh chị em đặt những câu hỏi cũng tinh tế lắm. Bộ thắng bi bổ bằng 6 yên bi trong đó. Miếng này phải sống nha, lắc lư này nha, chứ không phải là quên xiết đâu các bạn. Thắng bi của Shimano, vàng chân trống. Các bạn thấy đồ con này sáng trưng ha. Niền thép không rỉ, cầm inox và cái vỏ còn sao và có còn cũ nó không? Nhiều cái vỏ ông này nó cắm bà kia lắm. Giờ kiểm tra kỹ cái vỏ này, bốn một ba phần tám để kiếm cái vỏ để cho nó chính xác. IRC luôn. Rồi vỏ chút qua sau là một nha, vẫn là Made in Japan này. Các bạn thấy cặp vỏ nè, đã không? Ăn tiền cặp vỏ này các bạn. Đồ sáng trưng, hàng gì đồ nó sáng trưng à. Cặp tay zin tăng sên tự động trong đây, sên trùng tự căng luôn. Giò nhôm và bàn đạp zin của Bana.
Rồi, trong xe sẽ là một cục pin. Trong cái hộp đen này sẽ là một khối pin như vậy, mới 100%. Dung lượng là 8 ampe. Ampe nó là quyết định được nhanh, xa và gần. Giống như các bạn đổ xăng vậy đó, các bạn vô đổ 8 lít xăng thì các bạn đi chỉ đi được 25-30 cây. Còn những anh chị em nào cũng cần thì đi lên 13 ampe, càng đi xa nữa. Và cái ampe đoạn đường sẽ không bao gì hết, tại vì nó sẽ lệ thuộc vào cái cách chạy số 1, số 2, số 3, đường đèo dốc hay đường thành phố hay là đường như thế nào. Và cái tải trọng của người chạy nó sẽ lệ thuộc được cái đoạn đường các bạn chạy. Đâm ra mình sẽ không quản lý được phần đó, mình sẽ không bảo hành phần đó ha. Không bảo hành km thì mình chỉ nói là khoảng tầm 25 cây đổ lên. Còn riêng dòng này thì phải từ 30-35 cây đổ lên. Đó là kinh nghiệm làm nghề. Và thứ nhất, thứ hai nữa là một khối 8 ampe như vậy sạc 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi, điện 220. Các bạn có thể sạc trực tiếp trên xe, ghim vào đây để sạc, điện 220 trực tiếp. Hoặc những anh chị em đi làm, đi học, cà phê, hết pin giữa chừng cứ móc ra là đi sạc, rất tiện dụng. Và khi sạc, các bạn để nhà sạc hoặc chỗ làm sạc thì chiếc xe vẫn là phải độc lập, vẫn sử dụng được bình thường hết, vẫn là một chiếc xe đạp. Tại phần pin và phần điện và phần cơ nó không có lệ thuộc gì với nhau hết. Các bạn thấy không? Không có lệ thuộc. Nhưng mà khi có điện vô nó kích cái motor, nó làm cho các bạn nhẹ nữa, giúp cho các bạn nhẹ thôi. Đạp giống như không đạp thôi. Nó là như vậy. Mini Cooter. Nhưng chất lượng à, con này đẹp à, không phải giỡn nó đâu. Rồi, mọi câu hỏi thắc mắc liên hệ số điện thoại trên đầu Zalo cho mình nha. Cảm ơn các bạn.